sẻ về những món ăn kỳ lạ độc đáo ở nước các bạn. Ví dụ như là ở Đức, Pháp, Mỹ thì như thế nào? Có món nào gì ghê sợ nhưng mà ngon không? Một cái món mà hơi lạ với Mỹ á là rán đuôi chuông chiên giòn á. Rán đuôi chuông chiên giòn á. Hả? Rất là nhiều người gặp cái món này họ sẽ sợ ăn tại vì con này là rắn độc mà. Nhưng mà Mỹ có thể lấy á, xong rồi nó lăn bột chiên giòn, ăn rất là ngon. Ăn rất là ngon. Rắn hả? Con rắn hả? Rắn đuôi chuông. Vũ ở bán nào ở bên Mỹ nhỉ? Rắn đuôi chuông là ăn ở Arizona và Texas, chứ không phải là bang của em, nhưng mà em đã từng đi ăn rồi. Đã từng ăn như thế. Còn Charlie thì chắc là luôn Vũ cũng nhớ là ở bên đất nước Mỹ là mình có lễ tạ ơn hàng năm. Thì là bình thường là các gia đình sẽ ăn gà lời hoặc là gà tây, gọi là turkey tiếng Anh. Và thực ra là đấy là một món rất là đặc biệt là hàng năm, bởi vì là tất cả các gia đình sẽ tập trung để ăn cùng một bữa. Và gà tây thì còn to hơn gà ta, còn gấp 10 lần cơ, nó rất là to. Nhưng mà có một đặc sản nữa là đó là turducken. Đó là một đặc sản là khi mà mình là ăn gà tây sẽ cho vào một file thịt gà này ở trong gà tây này. Ở trong thịt gà mình sẽ thêm thịt vịt nữa. Ý nghĩa là sẽ bao gồm ba loại thịt là gà tây, gà công nghiệp với cả thịt vịt nữa. Cho nên thì mình cũng thấy là nó là khá là độc lạ và cũng là một cái biểu tượng của đất nước Mỹ. Bởi vì là mình thấy là ở Mỹ thì là người ta rất là thích là ăn tự do và có thể là có rất nhiều lựa chọn ăn. Mình thấy là nó cũng... Charlie đã từng ăn một lần và cũng thấy là ăn được, cũng không phải là ngon nhất. Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Ở bên Đức ấy thì mọi người rất là an toàn về đồ ăn. Nhưng có một món mà bên Đức mà như thế rất là lạ và như thế cũng khá là kiểu không biết là có tốt cho sức khỏe không ấy. Là mọi người ăn, mọi người biết thịt heo băm đúng không? Và mọi người ăn thịt heo băm sống, là mua sống luôn là thịt heo băm, xong mọi người bôi lên bánh mì, quét lên bánh mì, xong mọi người cho hành lên cho mọi người ăn, là ăn thịt heo sống luôn. Và thật sự là cái đấy là Nhi khuyến khích và tất cả mọi người biết là mình không ăn nên thịt heo sống tại vì nó rất là nguy hiểm và không tốt cho sức khỏe. Nhưng ở bên Đức mọi người rất là ăn nhiều cái món đấy luôn, là quét thịt heo băm lên trên bánh mì và cho hành lên và tiêu lên và muối lên, mọi người ăn. Mọi người rất là thích cái món đấy, là một cái kiểu đam mê ở bên Đức luôn á. Còn thêm một món mà như thế cũng rất là kỳ lạ là, nhưng không biết ở bên Đức khác có bán không, nhưng ở bên Đức ít người ăn nhưng có bán là salami con ngựa. Ngựa con ngựa là ăn salami con ngựa luôn, là cái xúc xích ngựa ấy. Nhưng cái đấy là một cái đặc sản là kiểu ít khi bán mà đắt tiền, đắt tiền đấy. Nhưng cái đấy Nhi cũng chưa ăn thử bao giờ, Nhi sợ lắm, ai ăn ngựa nhỉ? Trời, chung là cũng có những món cũng hơi lạ lạ là những cái món đấy. Còn ngoài ra thì ăn thịt heo, thịt bò,